sóng lớn đang đến. Của anh đây. Xin chào, tôi là Papillon, là cảnh sát mới ở đây. Chào bạn, cảnh sát Papillon. Tôi sở hữu rất nhiều công cụ hữu ích. Chúng sẽ giúp chúng ta trong quá trình điều tra. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảm ơn bác. Alo, alo, chúng ta phải tới đó ngay. Được. Gió lớn quá. Lên đây nào. Giữ chắc nhé. Hãy xem tôi đây. Xoay tròn nào. Trời cao. Dobby, đi nào. Cẩn thận đấy. Hãy sang đây. Đi trước đi, tôi sẽ lo con cá mập này. Cảm ơn cậu, Dobby. Mọi người, mau lên bờ ngay. Trượt rồi nha. Không cắn được ta đâu. Dobby, mau lên đây. Được rồi. Hết giờ chơi rồi, tạm biệt. Ôi, thật là sợ quá đi. Cảm ơn, các bạn thật là tuyệt vời. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu đang chơi lướt ván ngoài kia, anh ấy chưa về. Gì cơ? Các chú sẽ tìm cậu ấy ngay. Kìa, cậu bé ở đằng kia. Đã rõ. Kêu cháu. Nhanh lên, cậu bé gặp nguy hiểm. Đi nào. Em đang có gì này? Cá mập này khỏe quá, bạn cứ mau chạy đi. Papillon, chúng tôi cần trợ giúp. Hả? Đã rõ. Xem tôi có gì đây. Đây là tàu cứu nạn thông minh, hoàn toàn tự động nhé. Wow. Chúng ta lên đó nào. Dobby, nhanh lên. Ôi không ạ. Nhanh nào. Mọi người giữ chặt vào. Xin lỗi, có vẻ như động cơ vẫn còn có vấn đề. Nhưng đừng lo, luôn có phương án dự phòng mà. Xem này. Bàn đạp á? Dobby, mau đạp đi. Ah!
Cảm ơn đáng sợ quá. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, cá mập là loài động vật nguy hiểm ở dưới biển. Chúng ta không nên chơi ở dưới nước khi có dấu hiệu cá mập xuất hiện. Nếu các bạn nhìn thấy cá mập, nhanh chóng rời khỏi nước và di chuyển đến nơi an toàn gần nhất. Ngoài ra, các bạn không nên xuống nước khi bị thương. Mùi máu có thể thu hút cá mập đến chỗ các bạn. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Lốc xoáy lớn. Bóng bay của cháu đây. Bóng bay của tôi. Ông mùa nông, có một cơn lốc xoáy lớn đang đến đây. Xin hãy dừng bắn bóng bay và về nhà ngay. Gì cơ, một cơn lốc? Cháu cũng phải về nhà ngay đi cháu nhỏ. Mọi người chú ý. Mọi người chú ý. Mọi người chú ý. Không sao, không sao đâu con yêu. Nhà mình vững chắc lắm. Nhưng mà đừng lo con trai, thư giãn đi nào. Cứu với. Cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cứu tôi. Alo. Babylon, hãy tìm ra ai vừa gọi cho chúng ta. Để đây cho tôi. Tìm ra rồi. Cô gọi đến từ nhà chú bố. Đây là địa chỉ. Sao lạ thế nhỉ? Sao địa chỉ nhà lại di chuyển được nhỉ? Nó di chuyển rất nhanh và theo vòng tròn nữa. Không thể nào. Họ bị kẹt trong cơn lốc. Chúng ta phải đi ngay. Kìa, có một cái kem khổng lồ đang đuổi theo chúng ta kìa. Đây không phải là cây kem khổng lồ, đây là cơn lốc xoáy. Cái gì? Ôi không. Đây là một cơn lốc khổng lồ. Mọi người, mau ra khỏi xe và xuống nơi thấp hơn. Ôi trời ơi, nó đang đến rồi. Anh gấu mèo, cẩn thận. Đừng đứng gần cột điện. Cái gì cơ? Cẩn thận đấy. Nằm xuống. Cảnh sát trưởng Labrador đâu rồi? Cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador. Anh ấy đâu rồi? Dobby, dưới chân cậu. Một cái nắp nồi và bồn vệ sinh ư? Mấy cái này đều là đồ trong nhà hết. Ôi không, gia đình Châu đang bị kẹt trong cơn lốc. Họ có thể bị hất ra bất cứ lúc nào. Dobby, Babylon, chúng ta phải cứu họ ngay. Tắt lại. Ôi, chúng ta không thể dùng được xe, phải làm sao đây? Tôi có ý này. Babylon, hãy dùng cái này làm lốp xe. Rõ. Dobby, hãy giúp tôi mang cái đệm này lên xe. Chúng ta sẽ dùng nó để giải cứu nhà Châu. Xem tôi đây. Đi nào.
sao đâu, tay của ba rất khỏe. Ba, cháu nhỏ. Tỏ đang rơi xuống. Bóng chắc vào. Tạ ơn trời, chúng ta an toàn rồi. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn gặp lốc xoáy, các bạn phải cần nhanh chóng sơ tán đến nơi an toàn ngay lập tức. Đó là các nơi như hầm trú ẩn hoặc các căn nhà kiên cố. Nếu các bạn còn ở trong xe, hãy nhanh chóng dừng và ra khỏi xe ngay. Sau đó tìm đến những nơi trũng thấp hơn để ẩn nấp. Ngoài ra, các bạn phải nhớ tránh xa cây cối, cột điện, bảng điện tử, vì chúng có thể gây nguy hiểm cho chúng ta. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Cháy lớn ở công viên khủng long. Wow! Đi nào. Cẩn thận đấy. Nhanh lên mọi người, chạy đi. Làm tốt lắm Babylon, hãy mau giúp họ đến nơi an toàn đi. Đã rõ. Dobby, theo tôi. Ở đằng kia, nhanh lên. Cháu không muốn biến thành một nhịp đường đâu. Cẩn thận. Đau quá. Mọi người đừng hoảng sợ, hãy che mũi và miệng của mình lại. Di chuyển dần đến nơi không có khói, cúi thấp người xuống và đi theo lối này. Cảnh sát trưởng Labrador. Con T-Rex phun lửa đã bắt cả con đi rồi. Gì cơ? Con T-Rex phun lửa? Chúng ta đi nào. Gà con, gà con. Nó thực sự phun lửa được kia. Không, có vấn đề gì đó ở chỗ mồm của nó. Cứu cháu với. Ôi không, gà con đang gặp nguy hiểm. Chúng ta theo nó nào. Cứu tôi với.
Chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây. Ôi không, nhìn bên kia kìa. Tôi không thể giữ được nữa. Chúng ta phải nghĩ ra cách ngay bây giờ. Hả? Đường này, xin đừng xô đẩy nhau. Babylon. Hả? Tôi tới đây. Tôi chờ anh ta vậy. Babylon. Hãy vào phía sau con T-Rex và tắt nguồn nó đi. Hiểu rồi, để tôi làm cho. Đây rồi. Hả? Sao có nhiều nút vậy? Điều này quá đơn giản. Chắc chắn là nút này. Nó dừng được rồi. Sao lại di chuyển nữa vậy? Di chuyển kìa. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn chẳng may bị kẹt trong một đám cháy, hãy cố gắng đừng hoảng loạn, không được cố gắng cứu tài sản, hãy nhanh chóng rời khỏi đó nhanh nhất có thể. Khi sơ tán, hãy che mũi và miệng của các bạn bằng một miếng vải ẩm và tránh khỏi những nơi có khói dày đặc. Hãy nhớ những điều này nhé. Được chơi trên băng. Lạnh quá đi. Ôi không, có người đang chơi đùa trên sân băng. Chúng ta đi nào. Đi nào. Ôi không, tôi bị kẹt rồi. Chào nhỏ. Cứu. Chú tới đây. Cứu với. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nguy hiểm quá. Sông băng rất có thể vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên nó rất nguy hiểm. Các cháu không được chơi trên sông băng nữa nhé. Chúng cháu nhỏ rồi. Ôi không, anh em gà con vẫn chưa trở lại. Gì cơ? Cháu nhớ là anh em cậu ấy đi về hướng này à? Họ ổn mà, đúng không chú? Dobby, đi nào. Cá ơi, cắn đi nào, cá ơi. Vui quá thật đấy. Cá của tôi. Này, các cháu làm cá của chú chạy hết mất rồi. Trời ạ. Gà anh, gà em. Bọn nhỏ đấy đi đâu rồi nhỉ? Hả? Cậu bé đây rồi, gà anh. Cẩn thận, tránh xa băng ra. Cẩn thận. Sao lại có thêm kẻ phá rối vậy? Trả cá lại cho tôi ngay. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh cánh cụt, anh có thấy anh em gà con ở gần đây không? Ha, mấy đứa phá phách đó đi lối kia kìa. Nào.
Ôi không, băng đang tiếp tục tan ra. Đi thôi nào. Người đang kêu cứu ở đằng kia, nhanh lên. Nhanh lên, đừng lo, có bọn chú đây rồi. Đây, hãy nắm lấy tay chú, giữ chặt lấy này. Chúng ta không thể quay lại được. Ôi không, phía trước có thác nước. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Cẩn thận. Này, Dobby. Đúng rồi. Giữ chặt lấy. Cẩn thận đấy. Sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, các bạn không bao giờ được chơi trên mặt sông đóng băng. Rất khó để có thể nhận biết được độ dày của mặt băng. Nó có thể trông rất dày, nhưng vẫn có thể rất nguy hiểm. Ngoài ra, nếu lớp băng bị vỡ và các bạn rơi xuống nước, các bạn có thể bị giá buốt và bỏng lạnh rất nguy hiểm, thậm chí thiệt mạng nữa. Vì thế hãy nhớ, không được chơi trên sông băng. Siêu nhân áo choàng, giữ cho khu rừng được an toàn, nhân danh công lý. Ta là siêu nhân áo choàng. Wow, anh thật tuyệt vời. Các cư dân chú ý, có một tên trộm trong khu vực này. Hắn đào đường hầm dưới đất và liên tục ăn trộm đồ. Nếu các bạn tìm thấy bất kỳ manh mối nào khả nghi, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Đáng sợ quá. Đừng sợ, anh sẽ làm cho tên tội phạm đó phải bỏ chạy bằng chiếc áo choàng của mình. Yeah. Hả? Không có ai ở đây. Thời của mình tới rồi. Hả? Là tên tội phạm trên TV. Hãy xem chiếc áo choàng của ta đây. Cứu tôi. Em thấy chưa, đến tên tội phạm đó còn phải sợ anh nhá. Đứng lại ngay. Đợi đã, dừng lại. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, tên trộm đầu hầm đang ở nhà cháu. Cái gì? Bọn chú đến ngay. Hả?
cảnh sát trưởng Labrador, anh trai cháu đang đuổi theo tên trộm. Gì cơ? Cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta phải tìm cậu bé ngay. Nhanh lên. Đứng lại đó. Ta bắt được ngươi rồi. Xin hãy thả tôi ra. Làm ơn mà, tôi sẽ cống nộp cho cậu toàn bộ kho báu của mình. Đây, lấy hết đi. Siêu nhân áo choàng đã đánh bại được một tên trộm đau hâm rồi. Ôi giả, chỉ là đứa nhóc thôi à? Ta đây là siêu nhân áo choàng, hãy xem chiêu áo choàng của ta đây. Áo choàng tấn công. Mày dám lừa anh à? Cảnh sát trưởng Labrador. Không sao, cháu an toàn rồi. Đứng lại. Đứng lại đó. Đứng lại. Này, đứng lại đó. Là đứa cút. Người hết được chạy rồi. Ô không. Ta đào, ta đào. Người sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. Đau quá. Đứng lại. Đào, 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 ta đào hoàng. Ta đào, ta đào. Ôi không, hắn chạy thoát rồi. Hãy xem đây. Trời ạ, tên này thật sự quá giá xảo. Tôi có ý này. Bom thối của Dobby. Người nghĩ người bắt được ta? Còn lâu nhá. Có mùi gì nhỉ? Hồi quá đi. Không thể chạy thoát khỏi ta được đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu em gặp phải kẻ xấu, đừng hoảng loạn và cũng đừng cố tỏ ra anh hùng. Không bao giờ được thử đánh bại chúng. Hãy bình tĩnh và nhanh chóng tránh xa bọn chúng. Sau đó, hãy nhờ sự trợ giúp của ba mẹ hoặc các cô chú cảnh sát gần nhất. Hãy luôn nhớ điều này nhé. Đừng ăn thực phẩm bẩn. Bà Cáo ơi, cháu một phần nữa. Cháu cũng muốn. Được rồi, chỉ một lúc thôi. Đây, đây nữa. Của cháu đây. Cái gì đấy nhở? Bác Cáo ơi, cái đen đen này là gì đấy hả? Chỉ là sô-cô-la đen thôi mà.
cháu có vẻ rất thích salad của bác nhỉ. Bác sẽ tặng cháu thêm một phần nữa nhá. Cảm ơn bác ạ. Sao bụng mình đau đấy nhở? Nhà vệ sinh đó, nhà vệ sinh ở đâu nhở? Sao ở đây nhiều người thế nhở? Trông họ không đỡ ổn lắm. Cái bụng của tôi. Cảnh sát trưởng Labrado, tất cả mọi người đều bị ngộ độc thực phẩm. Có điều gì đó không đúng ở đây. Ngộ độc thực phẩm? Dobby, chúng ta phải kiểm tra xem hôm nay mọi người đã ăn gì. Cháu bé, cháu cảm thấy thế nào rồi? Cháu phải chạy đi nhà vệ sinh 3 lần rồi ạ. Cháu có nhớ hôm nay cháu đã ăn những gì không? Cháu đã ăn kem, salad hoa quả, cả bánh ngọt nữa. Cháu phải chạy đi lần nữa đây chú ơi. Sếp, đây là báo cáo. Tất cả mọi người đều đã ăn kem, bánh ngọt và salad hoa quả. Chúng ta phải điều tra những cửa hàng này nào. Không phải do tôi. Cửa hàng của tôi đã mở được hơn 100 năm nay rồi. Chưa bao giờ chúng tôi gặp một phán nạn nào kể từ khi cụ kỵ của chúng tôi mở cửa hàng luôn. Không phải tại tôi. Tôi chắc chắn không thể nào là do những cây kem ngon lành của tôi gây ra được. Thấy chưa? Chúng hoàn toàn ổn mà. Cái gì? Các anh nghi ngờ tôi sao? Cửa hàng của tôi cực kỳ sạch sẽ nhá. Tôi tự tay tỉ mỉ lựa chọn và chế biến luôn. Đây, lựa chọn đúng đắn. Tôi rất thích salad hoa quả. Tôi lấy một phần nhá. Tôi không nghĩ bất kỳ hàng nào có vấn đề đâu sếp. Đừng ăn. Tôi ngửi thấy mùi hoa quả thối từ cửa hàng salad của anh Cáo. Chắc chắn anh ấy đang che giấu điều gì đó. Gì cơ? Kia chẳng phải là anh Cáo sao? Anh ta đang định làm gì vậy? Mau theo dõi anh ấy. Hoa quả thối ở khắp mọi nơi. Mấy tên cảnh sát đó mà cũng tin lời mình nói. Mình chẳng quan tâm chuyện hoa quả có thối hay không. Đằng nào mình có ăn đâu mà phải sợ. Anh Cáo, hóa ra là do anh mà mọi người bị ngộ độc. Cảnh sát! Hãy theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Tôi phải đi ngay đây. Ngươi cầm lại nó đi này. Kinh khủng quá đi mất ơi. Anh cũng đâu thích ăn hoa quả thối nhỉ. Anh thật là xấu xa. Hãy theo tôi về đồn cảnh sát ngay. Bụng của tôi. Chưa hết, hãy cho tôi đến bệnh viện trước được không? Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, hãy luôn kiểm tra đồ ăn của mình trước khi ăn. Nếu chúng trông bị bẩn hoặc hỏng,
hoặc có thể đã hết hạn sử dụng. Các bạn không được ăn nó nhé. Thức ăn hỏng có thể gây ra đau bụng, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Các bạn hãy nhớ điều này nhé. Không vào xe người lạ. Wow. Nào. Quá. Ý. Wow, bánh to thật đấy. Này cháu, chú còn nhiều bánh nữa ở trong xe. Cháu có muốn vào xe ăn thử không? Wow, vâng ạ. Cháu cảm ơn. La 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 la. Ê, này cháu, cháu chỉ giúp chú đường đến công viên được không? Được ạ. Này cháu, mẹ cháu nhờ chú đón cháu về nhà đấy. Nhưng mà cháu không quen chú ạ. Theo thông tin mới ghi nhận, có ai đó đã liên tục bắt cóc trẻ con và bỏ trốn. Ôi không, chúng ta phải nhanh chóng tìm xem là ai gây ra chuyện này. Tôi sẽ thử tuần tra bằng trực thăng xem sao. Đợi đã. Tôi có ý này. Thỏ bông của cháu. Một chiếc xe đáng ngờ. Mọi người vào vị trí. Này cháu ơi, đừng khóc nữa. Để chú mua cho cháu con gấu bông mới nhá. Wow. Đây, cháu có thích không? Vâng, có ạ. Liệu đây có phải là tên bắt cóc không? Hắn ta bị lừa rồi. Chúng ta mau đuổi theo. Babylon, Babylon. Cảnh sát trưởng Labrador, tôi đang ở cùng với lũ trẻ. Tuyệt. Hãy ở bên cạnh chúng cho đến khi chúng tôi tới đó nhé. Đã rõ. Các cháu đừng sợ, cô sẽ đưa các cháu ra khỏi đây. Hôm nay thật là bội thu. Cảnh sát được. Dừng xe lại. Dừng xe lại đây. Ngươi không bắt được ta đâu. Hắn ta thoát rồi. Đừng lo, tôi đã có định vị của Papillon đây rồi. Tìm thấy hắn rồi, ở đây này. Ngay trước mắt chúng ta luôn. Ô không, chuyện gì vậy nhỉ? Dừng xe lại đây. Đừng để ta bắt được ngươi. Xuống xe ngay. Không còn nơi nào để chạy nữa đâu. Các người nghĩ là các người bắt được ta sao? Cẩn thận đấy. Chào nha. Đằng kia có một con thuyền, chúng ta mau đuổi theo. Lại là người à? Chẳng xa tao ra. Dobby, nhanh hơn. Tôi mệt lắm rồi. Papillon, bắt đầu kế hoạch B. Papillon luôn có cách. Để cô tìm cách khác.
Mình không thể chịu nổi nữa. Đứng lại đó. Ôi không. Không ai có thể chạy thoát khỏi ta đâu. Babylon, cảnh sát trở lại đâu? Đừng sợ, các cháu an toàn rồi. Bọn cháu không dám vào xe người lạ nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không bao giờ được vào xe người lạ. Kể cả khi người lạ tặng các bạn đồ chơi hoặc đồ ăn, hoặc họ nói là bạn bè của ba mẹ bạn, các bạn không được đồng ý. Nếu người lạ ép buộc các bạn vào xe của họ, hãy gọi to tìm sự trợ giúp nhé. Hãy luôn nhớ những điều này. Không được chơi với sâu bướm. Hả? Ồ, là một con sâu bướm. Trông thú vị ghê. Có sâu. Hả? Sao mọi người lại sợ sâu nhỉ? Tôi đã chữa xong rồi, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn ngay thôi. Sâu bướm chỉ có thể sống ở trên cây. Chúng không thể tự chạy xuống khỏi cây và bò lung tung như thế này, trừ khi có ai đó đã bắt chúng xuống. Ồ, cháu nhớ ra rồi. Sáng nay lúc cháu đang tập thái cực quyền, cháu thấy sói nhỏ đang bắt sâu ở trong bụi cây ạ. Sói con chắc hẳn đã bắt sâu để dọa mọi người. Chúng ta phải ngăn lại ngay. Trêu mọi người bằng sâu thật là vui. Chúng ta tiến lên nào, quân đoàn sâu của ta. Sao tự nhiên lại ngứa đi nhở? Ơi, nó càng ngày càng nặng hơn. Ôi không, mình bị ngứa khắp người rồi. Sâu tránh xa ta ra. Tránh xa ta ra, cứu cháu với. Là sói con. Cứu với. Đi nào. Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra. Ở đây có nhiều sâu quá. Sâu bướm ở khắp mọi nơi. Cẩn thận đấy. Chúng ta đi nào. Được thôi.
Cứu, cứu cháu với. Hãy mau ra khỏi đây. Này, này, này. Tôi có ý này. Siêu lốc xoáy. Ôi, cậu bé đáng thương. Cháu sẽ không bao giờ chạm vào sâu nữa đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, có một số loài sâu và bọ có chất độc. Nếu chúng cắn bạn, vết cắn có thể trở nên sưng đỏ, bị ngứa và thậm chí có thể tệ hơn. Hãy nhớ, không được chạm hoặc chơi với các loài sâu và bọ. Và nếu chẳng may có một con bọ chạm vào bạn, đừng cầm nó bằng tay không. Hãy nhẹ nhàng bỏ nó ra khỏi người bằng dụng cụ. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Thang máy nguy hiểm. Đứng lại. Tránh ra. Đứng lại. Tránh ra. Đi nào. Thang máy. À, mình có ý này. Khoan đã. Tránh ra. Đứng sang một bên đi. Ta cần lên sân thượng. Hả? Đứng lại đó. Đóng lại nhanh. Đi thang bộ nào. Hả? Lên tiếp nào. Sao cửa lại mở ra thế này? Sói, hắn ta kìa. Đông, mình phải hủy hết mọi tầng mới được. Nhóc, đang định làm gì thế hả? Chú không thấy rất vui à? Ngươi làm gì đấy? Chú còn người ta mau. Dừng lại. Ôi không. Đóng cửa lại đi bà. Trời ơi. Này, đóng cửa nhanh. Ngươi đừng có bấm nữa. Này, đừng có hòng nhá. Đóng lại nhanh. Lại đó. Đóng lại ngay. Này, ta đã nói dừng lại cơ mà. Đến nơi rồi. Đúng thật là. Mong đừng bao giờ gặp lại ngươi nữa. Bye bye. Mình phải chạy thôi. Đúng rồi. Cao quá. Chúng ta phải nhanh lên. Sói. Họ đến rồi. Nhận lấy này. Nhận lấy đi. Đi nào. Mày ghê. Lại là cháu à? Ta dạy cho cháu một bài học mới được.
Ở đây không an toàn, mình phải ra khỏi đây ngay. Mở cửa ngay. Mở ra được rồi. Cái gì vậy? Hắn ở đằng kia, nhanh lên. Khỏi bóng của tôi, khỏi bóng của tôi. Kho báu của tôi. Kho báu của tôi. Này sói, đứng lại đó. Chạy thôi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Ôi không, có người ở trong thang máy. Đi nào. Đừng lo, cháu an toàn rồi. Cháu sẽ không bao giờ nghịch thang máy nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, luôn phải thực hiện đúng nội quy an toàn thang máy. Luôn đi thang máy với người lớn. Và không bao giờ được nghịch bấm các nút của thang. Chạy nhảy hoặc chơi đùa trong thang máy cũng rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn nữa đấy. Hãy ghi nhớ điều này nhé. Không giữ bí mật cho người xấu. Vào trận đấu bắt đầu. Xếp cú đá sâu xếp đây. À, bóng của mình. Đây là ngày may mắn của mình. Bóng của mình. Chú là ai đấy? Nhà của tôi. Những gì cháu thấy lúc nãy là bí mật giữa chú và cháu nha. Thật là bừa bộn. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả đồ đạc có giá trị của tôi đều biến mất cả rồi. Xin hãy mau chóng tìm ra thủ phạm đi. Đừng lo, không có vụ án nào là tôi không phá được. Mọi người, ai thấy có kẻ khả nghi nào gần đây không? Chậm thôi, từng người một ạ. Tôi... Anh có thấy kẻ tình nghi nào sao? Không thấy gì. Nếu tôi mà thấy tên trộm đó, tôi không để cho hắn thoát đâu. Còn hai người thì sao? Thì đúng là có một tên trộm xấu xa đã đến đây. Chúng tôi không thấy gì cả. Tôi không thấy gì cả. Mèo con, cháu có gì muốn nói với chú sao? Hẹn gặp lại sếp sau. Cháu không thấy gì hết ạ. Có vẻ như không có manh mối nào cả. Không, tôi nghĩ mèo con đang giấu điều gì đó. Chúng ta phải đi tìm cháu ấy nào. Chú cũng nghĩ là cháu không dám đâu. Được rồi, chúng ta cùng về nhà nhé. Xin chào mèo con. Bà ơi. Xin chào bà chuột chuối. Mèo con và tôi đang chơi thôi à? Ôi, chào bà nhé. Cháu nói gì cơ? Này. Nhà cháu có nhiều đồ chơi quá nhỉ. Mèo con, cháu có nhà không?
Chắc là cậu bé vẫn đang trên đường về. Cảnh sát trưởng Labrador là anh đấy hả? Bà chuột chuỗi, bà có thấy mèo con không? Cái gì cơ? Bà ấy nghe không rõ chúng ta nói gì. Mèo con có nhà không ạ? Bà thấy mèo con vừa vào nhà với anh trồn xong, nhưng trông anh ta có vẻ là người tốt. Ôi không, Dobby, mèo con gặp nguy hiểm. Hả, gì cơ? Bà ơi, bà hãy vào nhà đóng cửa lại. Hãy xem tới đây. Mèo con, cháu có sao không? Hả? Mèo con, có ai ở trong nhà với cháu không? Dạ không. Nhưng bà chuột chuỗi vừa nói cháu vào nhà với ai đó mà. Cháu đừng sợ mèo con. Nếu cháu bị đe dọa, hãy cứ nói cho chú biết nhé. Cháu đã... Bắt được ngươi rồi. Đừng hòng bắt được tôi nha. Hồi quá. Đứng lại. Tạm biệt. Này gì? Đứng lại đó. Hãy thưởng thức quả giấm bốc mùi của tôi đi. Dobby đứng sang một bên. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn phát hiện ra những bí mật xấu, hãy nhanh chóng rời khỏi đó ngay lập tức. Nếu họ đe dọa bắt các bạn phải giữ bí mật, đừng sợ hãi và đừng nghe theo chúng. Hãy tìm sự trợ giúp của cha mẹ hoặc cảnh sát gần đó ngay. Hãy giữ an toàn cho bản thân và ghi nhớ điều này nhé. Chúng ta phải làm gì nếu gặp kẻ xấu? Hẹn gặp lại cậu sau nhé. Hẹn gặp lại nha. Này bạn nhỏ, bạn có đồ ăn gì ngon thế? Như quỷ em ạ. Thôi nào, anh chỉ nhìn một cái thôi mà. Sao lại mất hết rồi? Về nhà mà lấy thêm đồ ăn cho tụi này đi anh bạn nhỏ, hiểu không? Nếu cần định bếp xếp với ai nhá, cậu sẽ biết tay đấy. Vịt con, cháu có sao không? Cháu ôi giời ơi, cháu yêu, sao hôm nay trông cháu vừa bộn thế này hả? Bà vịt, vịt con đã từng bị như thế này sao? Vâng, đúng thế, nên tôi rất lo lắng cho cháu nó. Cảnh sát trưởng Labrador xin hãy giúp cháu tôi. Vịt con, cháu có thể nói cho chú biết chuyện gì đã xảy ra không? Cháu... Nếu mà định bếp xếp với người nào khác, cậu sẽ biết tay tụi này đấy. Cháu không sao ạ, cháu chỉ bị ngã thôi. Cháu đi về nhà đây. Cháu yêu, đợi bà đã. Vịt con thật là kỳ lạ. Tôi nghĩ cậu bé đang bị bắt nạt. Gì cơ? Chắc chắn có ai đó đã đe dọa cậu bé. Chúng ta phải điều tra chuyện này. Chúng ta phải theo dõi vịt con. Chúng ta sẽ có thể tìm ra được ai là người đã bắt nạt cậu bé. Trật tự nào. Đằng kia.
Vì con đi ra ngoài rồi. Hả? Chúng ta phải theo dõi cậu bé. Kem ngon đây, kem ngon một tặng một đây. Rồi. Mau xem cậu bé mang gì đến cho chúng ta. Đưa đây. Ngon quá. Vịt con ơi, mấy cái này được đấy. Này bạn nhỏ, lại đây. Anh nói là lại đây cơ mà. Tặng em này vịt con. Mau bỏ nó vào thùng rác. Dừng lại. Hãy để cô bé yên. Cảnh sát nhỏ, chạy đi. Này. Vẫn còn một thằng nhóc nữa. Không ai tìm được ta hết. Tôi có ý này. Tìm thấy rồi. Không ai có thể thoát khỏi ta đâu. Mấy đứa lên đồn cảnh sát với chú. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu có người bắt nạt các cháu, đừng sợ hãi, hãy nói điều này cho người lớn và nhờ họ giúp đỡ. Nếu các bạn không tìm đến sự trợ giúp, việc bắt nạt sẽ không bao giờ dừng lại. Các bạn có thể tin vào ba mẹ, thầy cô và thậm chí là cảnh sát nữa. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn. Hãy dũng cảm lên nhé. Chuột chuỗi nhỏ mất tích. Con yêu, loại quả này rất tốt cho mắt của con này. Con lại chơi điện tử đấy hả? Mắt con đã kém lắm rồi đấy. Hôm nay chơi như thế là đủ rồi đấy nhá. Vâng ạ. Chúng ta đi thôi nào. Con yêu, con đâu rồi? Chuột chuỗi nhỏ. Kính của cháu. Nó bị vỡ rồi. Mẹ ơi, đây là ba của tớ mà. Mẹ cháu đâu rồi? Mẹ ơi. Là mẹ của cháu. Mẹ ơi. Mẹ ơi, đợi con với. Hả?
Chuột chui nhỏ. Chuột chui nhỏ. Chuột chui mẹ, sao vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con của tôi bị mất tích rồi. Chuột chui nhỏ à? Tôi vừa thấy cháu bé lên chiếc xe buýt kia kìa. Ôi trời ơi. Chúng ta phải đi tìm cháu bé ngay. Mẹ ơi. Điểm đến cuối cùng, khu rừng. Cháu nói gì vậy? Đây là nhà vệ sinh mà, kem nào? À, nhà vệ sinh à? Chú không phải là mẹ của cháu. Ui, cái bụng tôi. Ôi, mùi quá đi. Ôi. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Chú phải đi đã nhá. Chuột chui nhỏ. Cậu bé không có ở đây. Cũng không có ở đây. Anh có sao không? Anh gấu mèo, anh có thấy chuột chuỗi nhỏ không? Chuột chuỗi nhỏ à? Cậu ấy đi về phía cảng kia kìa. Ôi không, cậu bé có thể gặp nguy hiểm. Chúng ta đi nào. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Chuột chuối nhỏ ơi! Chuột chuối nhỏ! Cứu cháu, ai đó cứu cháu với! Hả? Ở đằng kia? Nhìn kia kìa! Là túi của chuột chuối nhỏ! Dobby, chúng ta đi nào! Lạnh quá! Ôi không! Tàu đang rời khỏi bến! Hả? Hả? Đúng rồi, Dobby. Được rồi. Chúng ta phải nhanh lên, ném tôi sang đó. Được rồi. Chuột chuối nhỏ. Chú cảnh sát Dobby. Chú là cảnh sát trưởng Labrador. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Mắt là một bộ phận rất quan trọng, không được nhìn vào màn hình điện tử thời gian dài, và cũng không được đọc và viết trong điều kiện thiếu ánh sáng. Ngoài ra, các cháu không được dụi mắt bằng tay. Tay rất bẩn và có thể làm mắt bị thương nữa. Hãy cải thiện sức khỏe của mắt bằng các bài tập mắt hàng ngày nữa nhé.